nghiện thuốc có thể lao cai, nhưng bus ram anh không thể nào sai. Làm review ở anh không cần phải diễn, để kết quả đúng thì anh phải vào vai. Big Weebu, Big Weebu boy, Big Weebu, Big Weebu boy, Big Weebu, Big Weebu. 16 gram trong lòng bàn tay, make some motherfucking noise. Test ram là all day, what you gonna do? Kết quả thì ngày đây, what you gonna do? Damn bus ram keep coming, what you gonna review thì không ngủ. Tell me what you gonna do, hey. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hà Nội Computer. Và như thường lệ, mình phóng viên sẵn sàng Vinh Tokuda và mình đã quay trở lại. Các bạn thấy mình rap hay không? Mình là Vinh Duy. Thôi bỏ qua phần đấy đi. Thì như ở trên tiêu đề, hôm nay chúng ta sẽ đến với một chủ đề gây tranh cãi khá là nhiều. Đó là burst RAM cao và thấp có ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ của PC các bạn khi mà chơi game hay là không. Thì thời gian gần đây có một bạn reviewer tên dài dài khá là nổi tiếng, và cũng trên một kênh review cũng khá là nổi tiếng luôn. Bạn ấy có một cái kết luận là RAM 2133 không khác gì so với tốc độ của 2666. Vậy thì nó có thực sự là như vậy không? Và ở video này thì chúng mình sẽ trả lời cái câu hỏi là có nên và có thực sự cần thiết để đầu tư vào những cái thanh RAM có burst cao hay là không. Trước khi đến với kết quả cũng như là so sánh về hai cái burst RAM này có khác nhau hay là không, thì chúng ta hãy cùng quay trở lại thời gian với Doraemon một chút, đến khoảng 3-4 năm về trước, khi mà những CPU có giá từ khoảng 10 triệu đổ lên chỉ có 4 nhân và 8 luồng. Và khi đấy thì RAM DDR4 có cái mức xung khá là phổ biến là 2133 và 2666 thì cũng khá là ít. Và để đầu tư cho những cái kit RAM 3000 với cái bus là trên 3000 ấy thì thực sự nó rất là đắt đỏ. Và ở thời gian đấy thì anh chàng Linus Tech Tip có làm một video về cái vấn đề bus RAM này và cũng đưa ra một kết luận là trừ khi các bạn có những bộ máy cực kỳ khủng và muốn đạt đến cái gọi là gì nhỉ, sức mạnh tối đa của phần cứng thì mới nên đầu tư đến những cái burst RAM cao. Tuy nhiên thì thời thế thay đổi và cái gì của nó cũng sẽ đổi thay. Những cái con CPU đắp tiền từ ngày xưa thì đến bây giờ nó chỉ là những cái phần khung tầm thấp rất là rẻ mà thôi. Thì không nói đâu xa, những i7-7700K ngày xưa là một cái giấc mơ của rất nhiều anh em game thủ mong muốn sở hữu nó. Tuy nhiên ở thời gian gần đây nó chỉ ngang bằng với 3300X và i3-10100 từ Intel mà thôi. Và với cái mức xung cũng như là luồng cao như vậy thì nó cũng không có gì khó khăn để mà xử lý hết tất cả những cái dữ liệu mà RAM burst cao có thể mang đến, cũng như là xử lý hết tất cả những công việc đấy mà không cần phải có quá nhiều điều gì cần phải lo lắng cả. Ngoài ra giá RAM giờ đây cũng cực kỳ rẻ và số tiền chênh lệch giữa burst 2133 và 2666 chỉ khoảng 100.000, thì có lẽ đã đến lúc chúng ta cần phải quan tâm hơn tới tốc độ của RAM. Để trả lời cho câu hỏi từ đầu video thì ở đây mình có một hệ thống Intel và có lẽ AMD chúng ta sẽ để dành cho một video khác. Và cấu hình của nó thì khá là cơ bản, bao gồm CPU Core i7-10700K, mainboard Z490 và RTX 2080 Super. Thì đây gần như là cấu hình quốc dân nếu các bạn cần chơi các cái tựa game mới nhất ở độ phân giải Full HD tới 2K ở max setting. Và để thử nghiệm sự khác biệt giữa burst RAM thì mình sẽ sử dụng 4 kit RAM để có dung lượng là 16GB, bao gồm 1 kit có burst 2133 tiêu chuẩn, 1 kit Kingston HyperX Fury có burst là 2666, cũng là tối đa của CPU Core i3 và i5 trên các mainboard B460 và H410. Kit tiếp theo là G-Skill Children Set RGB Burst 3000, và đây là mức tối đa của CPU Core i7 non-K. Cuối cùng là một kit Children Set Neo Burst 3600. Đầu tiên đến với các thử nghiệm benchmark cơ bản như là Cinebench R15, Cinebench R20, Blender và 3D Max FireShine thì chúng ta có kết quả rất là ổn định. Ổn định ở đây nghĩa là hiệu năng không tăng và không giảm khi thay đổi burst RAM, và có thể tạm coi như là burst RAM gần như không có ảnh hưởng tới các CPU Intel trong những ứng dụng này. Nhưng mà khi chuyển sang môi trường game thì lại hoàn toàn khác. Khi mà tất cả các kết quả ghi nhận chúng ta đều có hiệu năng chơi game tốt hơn khi tăng burst RAM lên. Và mức tăng rõ rệt nhất phải kể đến là giữa 2133MHz và 2666MHz với trung bình khoảng 8% trong các tựa game. Và khi đẩy lên cái mức xung cao hơn là 3000MHz hay cao hơn nữa là 3600 thì mặc dù hiệu năng vẫn tăng nhưng mà cái lượng tăng ngày càng ít và khó có thể nhận ra hơn so với từ 2133 lên 2666. Burst RAM tăng lên thì hiệu năng cũng sẽ tăng lên thật. Tuy nhiên thì chúng ta có đáng để đầu tư cái hiệu năng cao hơn như thế hay không thì chúng ta phải xem xét đến cái vấn đề đó là chi phí. Thì trên thị trường bây giờ hầu như các hãng đều chia ra làm hai phân khúc hoàn toàn khác cho các cái sản phẩm RAM của họ.
Ví dụ như là Kingston thì sẽ có hai giải sản phẩm phổ biến nhất. Một là dòng Kingston HyperX Fury có tản nhiệt, không có đèn LED và burst RAM từ 2004 cho đến 2666, và giá thành từ khoảng 1,8 triệu đồng cho 16GB. Và đây gần như là mức giá chung cho các kit RAM không LED. Và bước lên 3200MHz thì chúng ta sẽ bắt buộc phải mua Kingston Predator với đèn LED RGB đẹp mắt và tản nhiệt hầm hố, và giá thành cũng vọt lên 2,6 triệu đồng cho dung lượng là 16GB. Tức là ở thời điểm hiện tại, khi mà các bạn muốn mua một thanh RAM bus cao thì các bạn sẽ phải mua kèm theo những cái bộ đèn LED RGB, và không thể nào mua một thanh RAM bus cao không có LED được. Và điều đấy đồng nghĩa là chúng ta sẽ phải bỏ thêm tiền để mua những cái giải RGB này mặc dù chúng ta không thực sự cần đến. Và nếu các bạn yêu thích màu mè thì không sao, tuy nhiên nếu không thích thì đây có thể nói là một cái sự cưỡng ép đến từ các nhà sản xuất RAM. Chúng ta cũng cần xét thêm mức bus RAM tối đa của các CPU Intel hiện tại. Nếu muốn chạy RAM bus cao hơn 2666 trên Core i3 hay là Core i5, hoặc cao hơn là 3000 trên Core i7, thì các bạn sẽ phải sử dụng các cái mainboard từ Z490 trở lên. Và điều này lại càng đẩy thêm chi phí đầu tư cho mainboard mà chỉ để có thêm một chút hiệu năng. Thì với giá chênh lệch giữa một chiếc B460 và Z490 tối thiểu khoảng tầm 1 triệu đồng, thì mình không nghĩ là mua mainboard Z chỉ để lấy RAM bus cao là điều hợp lý. Như vậy thì chúng ta chỉ cần mua RAM 2666 và không cần đèn LED để có thể tối đa cũng như là tiết kiệm chi phí nhất cho dàn PC của mình. Nó cũng không thực sự là như vậy. Thì nếu các bạn là một người có kinh tế không được thoải mái cho lắm, và cái việc giảm từ 3000 xuống 2666 sẽ tiết kiệm cho các bạn 1 triệu đồng để có thể đập thêm vào CPU có xung cao hơn, hay là một cái card đồ họa có năng lượng tốt hơn để mà chiến game cũng như đem lại cái trải nghiệm game mạnh mẽ hơn, thì đây là một điều hoàn toàn hợp lý. Còn nếu như ngược lại, các bạn đã có những thứ tốt nhất cũng như là có một cái kinh tế vô cùng dư giả khi mà đã sở hữu i7, i9 hay là những cái card đồ họa đắt tiền như là RTX 2070 và 2080 Super, thì cái việc đầu tư thêm tiền để mua RAM bus 3000 hay là 3600, thậm chí là hơn một chút là 4000, nó hoàn toàn hợp lý để có thể đem đến cũng như tối đa hóa nhất tất cả những sức mạnh của bộ máy tính, giúp các bạn chiến game một cách gọi là khủng khiếp luôn. Vậy thì ngoài ra thì còn vấn đề là đèn LED. Thì đương nhiên là với những cái bộ máy mà 60-70 triệu thì các bạn không muốn nó đen thùi lùi một chút nào, đúng không? Nó cứ phải lung linh tình mẹ tình cha và hơi bàn thờ một tí như thế này. Vậy thì cái đèn LED nó cũng sẽ làm phần tạo điểm nhấn cũng như là tăng thêm cái vẻ đẹp cho cái mainboard của các bạn. Và các bạn nghĩ sao về vấn đề là burst RAM cao hay là thấp có ảnh hưởng đến hiệu năng chơi game hay là không? Thì hãy để lại bình luận ở phía dưới, cũng như đừng quên để lại một like để ủng hộ cho chúng mình. Và xem đến đây rồi thì cũng đừng ngại mà bấm subscribe thì cái chuông để có thể theo dõi những video mới nhất. Mình là Vinh, phóng viên Sàm Sàm tại Hà Nội Computer. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì mình diễn MV tiếp đây.